Em xin chào các bác ạ. Bên em hôm nay lại vừa hoàn thiện xong một chiếc màn hình Basic Elevio S4 cho bác Vios 2017 các bác nhé. Đây là mắt cam bên phải đây ạ. Còn phía sau đây, mắt cam phía sau đây ạ. Thời gian thi công bên em mất khoảng tầm 3 tiếng các bác nhé. Mắt cam phía sau bắt ở trung tâm luôn. Bên em đang thi công tại cơ sở Auto 365 Mỹ Đình. Một cơ sở cung cấp đầy đủ tất cả các dòng cam, màn hình cũng như là giải pháp tăng sáng á. Đây là các mã của bên Eleview các bác nhé. Bây giờ xin mời các bác vào trong xe ạ. Đây là màn hình sau khi đã được hoàn thiện ạ. Em quay trong nhà đây là hơi tối một chút, nhưng mà đây ạ, các bác nhìn rõ hơn rồi ạ. Đầy đủ tất cả các tính năng các bác nhé. Có sim 4G để mà kết nối internet, nghe nhạc online, dẫn đường bằng bản đồ. Bản đồ Việt Map luôn đấy ạ, bản đồ bản quyền luôn. Hay là tìm kiếm giọng nói IK rất chi là xịn sò. Sản phẩm Eleview S4 Basic các bác nhé. Cam 360. Đây ạ, cam trước đây các bác nhé. Bên phải này, bên trái, đằng trước, đằng sau, đường hẹp hai bên đây, rất yên tâm mà khi các bác sử dụng nhé. Đây là em sử dụng bằng tay thôi, nhưng mà sẽ có cú pháp để mà gọi cam. Mở cam phải, mở cam phải. Đấy. Sẽ không phải dùng tay khi mà các bác di chuyển ngoài đường. Mở cam trái. Mở camera sau. Cài lùi, có đánh lái các bác nhé. Cam trước đây ạ. Mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Dẫn đường đến Hồ Gươm. Okay. Các bác quan tâm tới cam 360 màn hình Android thì hãy để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Em xin chào và hẹn các bác những video lần sau.